ngày 26 tháng 5, trường mầm non Bộc Nhiêu đã tổ chức tổng kết năm học 2021-2022, chia tay các cháu mẫu giáo 5 tuổi ra trường và vui Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Năm học 2021-2022, trường mầm non Bộc Nhiêu đã hoàn thành tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. 100% trẻ được ăn bán trú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm từ 13% đầu năm xuống còn 4,7% khi kết thúc năm học. Tỷ lệ trẻ được đánh giá phát triển đạt trên 98%, 187 trên 236 bé đạt danh hiệu bé chăm ngoan, học sinh hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. Nhà trường cũng chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua trong năm học, tổ chức tốt hội thi tự làm đồ dùng đồ chơi, các hoạt động chuyên đề cụm. Kết thúc năm học, nhà trường có 16 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 3 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Năm 2021, chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan đạt cơ quan văn hóa, 3 cá nhân chiến sĩ thi đua, 18 cá nhân lao động tiên tiến. Tại lễ tổng kết năm học, nhà trường đã trao thưởng, quà cho các cháu học sinh, tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non cho 63 cháu lớp mẫu giáo 5 tuổi.